Rồi, mình là Khôi đây. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Khôi Phạm TV. Xin chào các bố và các mẹ. Trước hết là mình xin được chia sẻ niềm vui của mình là gia đình của Khôi Phạm vừa chào đón thành viên thứ hai, là một cậu con trai được sinh mổ tại Bệnh viện Từ Dũ vào ngày 11 tháng 7 vừa rồi. Tới ngày hôm nay thì mình mới có một chút thời gian để mình chia sẻ lại cái kinh nghiệm của mình trong việc đưa bà xã đi sinh mổ lần thứ hai tại Bệnh viện Từ Dũ. Việc sinh mổ tại Bệnh viện Từ Dũ cũng là lần đầu tiên của mình được trải nghiệm của việc sinh mổ tại Bệnh viện Từ Dũ. Đứa thứ nhất thì mình sinh mổ tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, thế nên là mình chưa có kinh nghiệm gì hết khi sinh đứa con thứ hai tại Bệnh viện Từ Dũ. Và vừa rồi mình có cơ hội được trải nghiệm, và ngày hôm nay mình muốn được làm video này để chia sẻ những cái trải nghiệm, những cái kinh nghiệm của mình trong việc sinh mổ lần thứ hai tại Bệnh viện Từ Dũ. Thưa các bố và các mẹ, ngày 11 tháng 7 thì mình đưa bà xã mình vào nhập trong phòng cấp cứu là vào khoảng chừng 7 giờ sáng. Trước đó thì mình đã có chỉ định của một bác sĩ về việc sinh mổ. Gia đình mình quyết định là chọn việc sinh mổ chứ không phải là sinh thường, bởi vì theo phân tích của các bác sĩ thì do là có vết mổ cũ thì việc sinh lần thứ hai sẽ có nhiều cái rủi ro, và gia đình mình quyết định chọn là sinh mổ để hạn chế một số các rủi ro khi vào phòng sinh. Vào lúc 8 giờ sáng ngày 11 tháng 7 thì bắt đầu tiến hành các thủ tục ở tại phòng cấp cứu. Lúc đó thì bác sĩ vào và đưa bác sĩ của mình chọn thì sẽ hướng dẫn các thủ tục của mình tại ngay tại phòng cấp cứu. Mình đưa bà xã mình vô bệnh viện thì chỉ có một mình thôi, mang theo một cái giỏ nhựa. Thường là các ông bố, các bà mẹ khi đi sinh đều chuẩn bị các dụng cụ trong cái giỏ nhựa rất là thân quen đó, cộng thêm một chiếc ba lô. Do mình chưa có kinh nghiệm thì sau này khi mà nếu mà đi sinh thì trong các video tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn về việc chuẩn bị các đồ đạc đi sinh, nhất là khi đi sinh con tại Bệnh viện Từ Dũ. Trong video này thì mình chỉ chia sẻ cái quá trình của mình từ ngày 11 tháng 7 cho tới ngày 15 tháng 7 là ngày thứ hai, từ thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, thứ hai, như vậy là 5 ngày. Tới chiều ngày thứ hai, ngày 15 thì bệnh viện cho mình xuất viện. Vào lúc 8 giờ sáng ngày 11 tháng 7, sau khi nhập vào phòng cấp cứu, bà xã mình được làm tất cả các thủ tục trước khi một cuộc phẫu thuật xét nghiệm đo tim thai gì đó. Lúc đó thì mình ngồi chờ phía ngoài, và các bác sĩ trong đó cái việc đầu tiên khi kêu mình vô đó là đi ra tạm ứng. Do là mình chọn dịch vụ mổ, chọn bác sĩ thì họ yêu cầu là mình tạm ứng là 10 triệu. Phòng thu tiền thì nó nằm ngay cạnh cái phòng cấp cứu, thế nên là rất là tiện, chúng ta chỉ có vài bước chân là chúng ta có thể đi đóng tiền được rồi, bởi vì mình cứ đi có một mình thôi, cộng thêm là mình mang theo nhiều đồ, thế nên là nếu mà di chuyển xa thì cũng sẽ rất là phiền phức. Sau khi mình đóng tiền xong, các bạn bà xã của mình cũng làm các thủ tục xong thì sẽ được nằm chờ tại phòng tiền phẫu, là một cái phòng nhỏ kế bên cái phòng cấp cứu của Bệnh viện Từ Dũ. Tại phòng chờ này thì không phải làm gì hết, cái nằm chờ đó có lẽ là người ta sẽ chờ sắp xếp ở trên phía trên phòng mổ. Mình nhớ là chờ cho tới khoảng chừng 12 giờ trưa thì các bác sĩ ở trong phòng cấp cứu có gọi mình vô để tư vấn trước khi ký vào tờ giấy là quyết định sinh mổ. Đối với mình thì mình khuyên các bạn khi mà vào nghe lời tư vấn đó thì họ phân tích các nguy cơ thì mình nghe thấy rất là ghê, rất là sợ, rất nhiều rủi ro. Nhưng mà do là mình đã lựa chọn việc sinh mổ
Thế nên là mình không có chú ý lắm. Bởi vì càng chú ý vô thì mình nghe mình sẽ thấy là cái tâm lý của mình sẽ không ổn định hơn, bởi vì rất là nhiều cái nguy cơ họ phân tích nghe rất là nguy hiểm. Sau khi ký giấy xong thì tiếp tục chờ để đi lên phòng mổ. Khoảng chừng một tiếng sau, tức là 1 giờ trưa, 13 giờ, thì họ đưa bà xã mình lên trên phòng mổ. Lúc này các bác sĩ nói mình là đi qua cái phòng, một cái hội trường kế bên, là từ cái phòng cấp cứu cổng cống quỳnh mình sẽ đi qua bên hướng tay phải khoảng chừng 30 mét, ngay cái tầng trệt luôn, thì sẽ có gọi là phòng chờ thông tin khách hàng. Khi mình vào đó thì mình rất là choáng vì quá đông người, rất đông người, người nằm đứng ngồi gì đó không còn chỗ nữa. Và tay mình thì xách một cái giỏ nhựa, trên vai mình đeo một cái ba lô nữa. Và lúc này thì mình nghe một số người chờ đây nói là cứ ngồi chờ thôi, tới khi nào họ kêu tên thì mình lên, có thông tin gì họ sẽ báo. Mình tìm chỗ ngồi từ lúc 13 giờ thì tới lúc 14 giờ, một tiếng sau thì trên cái màn hình nó hiện tên lên bà xã của mình là đã sinh mổ. Và đồng thời ngay lúc đó thì mình sẽ nhận được một tin nhắn qua điện thoại, qua cái số điện thoại mình đăng ký trong lúc hồ sơ ban đầu, đã sinh bé trai bé gái nặng bao nhiêu gì đó. Và lúc đó thì trên màn hướng dẫn họ có gọi micro mình lên để họ viết cho mình một cái tờ giấy này, để mình đi lên trên cái phòng gọi là phòng hậu phẫu, phòng hồi sức. Và lúc này thì là mình sẽ không được đăng ký phòng, không được phong ký phòng dịch vụ gì hết. Khi mà lên trên đó, lên trên cái phòng hậu phẫu đó, phòng hồi sức á, mình cầm tờ giấy này lên thì các bác sĩ ở trong phòng hậu phẫu bước ra có hỏi mình là đi mấy người, bởi vì thấy mình xách theo giỏ xách ba lô mang đồ gì đó, họ ngạc nhiên. Và họ yêu cầu là mình để cái phòng, cái tất cả các đồ ở ngoài, còn nếu mà có người nhà thì người nhà sẽ ngồi ở dưới phòng chờ, phòng thông tin khách hàng đó giữ đồ cho mình. Còn nhiệm vụ của mình khi lên phòng hậu phẫu là phụ các bác sĩ để mình chăm sóc bà xã cũng như là đứa con của mình. Trước khi vào thì họ có nói là mình nên đi vệ sinh trước, ăn uống đi. Tại lúc đó là khoảng chừng 2 giờ chiều, họ nói nên ăn uống và đi vệ sinh trước, bởi vì khi vào chăm sóc thì mình sẽ không đi ra được, và không có nhà vệ sinh trong đó. Và thời gian nằm trong đó có thể là từ 6 tới 8 tiếng tùy theo sức khỏe của mẹ và bé. Rồi sau đó mình quyết định vào. Khi vào thì mình mừng lắm, bởi vì khi mở cửa ra mình vào thì mình nhìn thấy bà xã và đứa con của mình đang nằm cạnh nhau, có nghĩa là đứa con được các bác sĩ đặt ở trên ngực theo cái phương pháp gọi là tiếp xúc da đó. Đây là một cái điểm mình rất là thích, bởi vì mình nghe nói nhiều đề về vấn đề tiếp xúc da như vậy thì mang rất nhiều lợi ích cho mẹ cũng như là bé. Và trong quá trình nuôi bà xã mình tại đây thì mình sẽ thấy cái điều này hoàn toàn là thực sự là ý nghĩa và mang nhiều lợi ích thật. Khi mình vào thì phụ các bác sĩ là cái việc đầu tiên đó là tập cho đứa trẻ đó bú mẹ. Mình phải giữ đứa trẻ đó trên ngực của người mẹ, họ sẽ có một cái cuộn, một cái dải vải thun, họ giữ đứa con trên ngực của mẹ. Và nhiệm vụ của mình là mình hỗ trợ với người mẹ để tập cho đứa trẻ nó ngậm bú, để nó bú những giọt sữa đầu tiên. Nếu không có sữa thì các bác sĩ vẫn cứ bắt mình là phải cứ tập cho nó ngậm. Trong lúc đó họ sẽ theo dõi sức khỏe, chích thuốc cho bà mẹ, cho em bé. Từ như vậy là mình vào cái phòng hồi sức đó để chăm sóc cho mẹ và bé từ 2 giờ. Do bà xã mình cũng không được khỏe lắm thì tới khoảng chừng, để mình nhớ khoảng chừng 8 giờ tối, lúc đó bác sĩ ra, một nhân viên y tế ra và nói mình là có người nhà ở phía dưới không, tức là người nhà đang chờ ở phòng thông tin khách hàng đó.
Nếu có thì báo cho họ lên gặp nhân viên để đăng ký phòng. Lúc này thì mình mới được đăng ký phòng nha các bạn nha. Mình nói là không có thì họ cho mình xuống để đăng ký phòng. Và họ dặn là xuống đăng ký phòng xong thì đi lên để cùng mẹ và bé sẽ về phòng. Mình chạy xuống thì mình đăng ký phòng. Mình lựa chọn đăng ký phòng 2 người ở khu N, phòng dịch vụ 2 người một phòng, giá là 1,2 triệu. Rất may mắn là còn phòng. Mình mong muốn của mình thì là đăng ký phòng 1 người, nhưng mà tất cả các phòng 1 người đều không có và mình chọn phòng 2 người. Trải nghiệm 5 ngày ở phòng 2 người khu N này sẽ được chia sẻ trong những các video tiếp theo. Sau đó thì mình quay trở lại lên và cùng với họ đẩy mẹ và bé trên băng ca để đi về phòng khu N. Mình nằm ở tầng 8 khu N. Lúc này thì là khoảng chừng 8 giờ tối. Sau khi nhận phòng xong thì mình do có đi một mình nên không có chuẩn bị đồ ăn được. Mình chạy xuống canteen. Canteen ở phía dưới đất khu N thì họ hết đồ ăn rồi, họ chỉ còn có cháo không được. Mua cháo cho cả xã và hủ tiếu. Mình nhớ là không còn cơm, mình phải ăn hủ tiếu. Và mình chăm sóc vợ. Cái việc chăm sóc bà xã cũng như đứa trẻ trong cái đêm đầu tiên, rất nhiều điều cần phải bàn tới trong những các video tiếp theo. Nếu các bạn quan tâm thì các bạn hãy nhấn nút đăng ký để trao đổi kinh nghiệm với mình nha. Vậy là xong ngày thứ nhất. Mình thấy là công việc các y bác sĩ tại bệnh viện Từ Dũ làm mình rất hài lòng, rất là nhanh chóng, rất là thuận tiện. Mặc dù mình đi một mình nhưng tất cả công việc đều thuận lợi, không gặp khó khăn gì hết. Tiếp tục ngày thứ hai, thứ ba thì họ chăm sóc sức khỏe cho mình trong quá trình 5 ngày ở bệnh viện Từ Dũ. Điều mà mình thích nhất đó là trẻ được bố mẹ, và điều mình bất ngờ đó là đứa con của mình được hoàn toàn được bố mẹ 100%. Đó là nhờ cái phương pháp tiếp xúc da ngay từ đầu, cũng như là bệnh viện gần như là bắt buộc phải nuôi con bằng sữa mẹ. Bởi vì ngày thứ hai khi mà đứa con của mình nó bú cũng gặp khó khăn, cũng như là bà xã mình thì không có nhiều sữa, thì mình có xuống dưới ngân hàng sữa mẹ mình mua sữa mẹ một ngày. Rồi sang ngày thứ ba thì là mới sữa mẹ mới bắt đầu về, và đứa trẻ hoàn toàn bú sữa mẹ một cách tốt đẹp. Các bác sĩ tại khu dịch vụ N thì cũng theo dõi sức khỏe cho mẹ và bé rất là tốt. Cái khu N phòng 2 người thì mình cảm thấy rất là thoải mái, có máy lạnh, có nhà vệ sinh, có mỗi người một cái tủ lạnh. Còn về vấn đề sinh mổ như thế nào, ăn ở chỗ đó, ở khu N ra sao, cũng như là chi phí như thế nào, thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ trong những video tiếp theo nhé các bạn nhé. Nếu các bạn có những cái vấn đề gì mà cần trao đổi thì các bạn hãy viết comment phía dưới cho mình nha. Rồi mình sẽ cố gắng trao đổi trong cái trải nghiệm của mình. Trải nghiệm của mình đó là sinh mổ lần thứ hai tại bệnh viện Từ Dũ và nằm ở khu dịch vụ. Mình sẽ những cái gì mình trải qua mình sẽ trao đổi với các bạn. Rồi xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.